Hey, kính chào mọi người nang. Và kính chào một lần nữa trở lại chương trình Passport to Thành Công. Và đặc biệt hôm nay trời rất là mưa. Và Khang đang đứng trước một trường học, một trường tiểu học. Và hôm nay mình sẽ làm gì, xin khán giả tiếp tục theo dõi nang. Ok, let's go. Quý khán giả, và hôm nay là một vài ngày trước Tết Nguyên Đán của người Việt Nam mình, thì tuổi trẻ bên Mỹ đang làm gì? Và xin khán giả hãy tiếp tục cuộc hành trình với Khang và cùng các em học sinh trong trường trung học Westchester High School, cùng với các em đi đêm truyền thống, phong tục của người Việt Nam cho đến các bạn trẻ trong cộng đồng của mình nha. Cái hội trường để cho mọi người vào. Và
Khang cũng mong quý khán giả nào xem được cái chương trình này, mình cho các em ủng hộ em một like nha. Vì tôi nghĩ đây là một cái điều tốt các em đang làm. Mặc dù các em được cơ hội được nghỉ học, nhưng mà hầu hết các em này toàn học sinh giỏi. Tại vì em nào mà điểm thấp hơn điểm C là không có được đi những cái du ngoạn này, cái field trip này. Chỉ những em nào có đủ điểm thôi. Và mấy em đã bỏ cả coi như là gần nửa năm để tập luyện những cái bài trống, những cái bài múa, những cái điệu múa lân để các em có ngày hôm nay. Và một lần nữa, mặc dù mưa gió không có mấy, Khang thấy một cái niềm vui. Khang và Mai Khanh được cơ hội để đem cái truyền thống, phong tục truyền thống của người Việt Nam mình vào ngày Tết bằng cách là múa lân, múa. Ok, để xin khán giả tiếp tục xem phần trường kế tiếp. Ok. Ok, là xong rồi mọi người, xong một trường, bây giờ qua trường kế tiếp. Loading. Thành công. Và hôm nay Khang có một cái show rất đặc biệt về là mùa ngày Tết. Khang đang có mặt tại trường DeMille Elementary, là một trường tiểu học. Và hôm nay mình sẽ đi theo cùng các em trong hội sinh viên Việt Nam tại trường Westside High School Nam để tìm hiểu cái luật lịch sử ở trường này. Trường DeMille này rất là nổi tiếng và tại sao nổi tiếng. Và hôm nay mình sẽ tìm hiểu thêm Nam và cùng theo Khang tìm hiểu thêm về ngày Tết và giáo dục ở Mỹ celebrate ngày Tết ra sao. Bye bye.
Superintendent of Westminster School District. We're here at DeMille Elementary School, the Vietnamese Dual Language Immersion Program, and we just had a wonderful performance for Lunar New Year by our Westminster High School Vietnamese American Culture Club. We're so excited that they're here. They bring out the festivities for Lunar New Year. We had the dragon dancers, we had the historical heritage telling of some of the folk tales from Vietnam. It was a wonderful performance. As you can see, our students are so excited about this. And I have to say that we are really proud to be connected with Westminster High School and this program, because we're building up our, through our Vietnamese dual language program, we're building up our students that eventually will go into this club at Westminster High. We're so proud of our students. It's important that our students are exposed to these cultural performances. It enhances their curriculum, their educational program, by seeing the older students come back to their school to share their cultural, historical program. It enhances our educational program, because we also have a Vietnamese culture club here too, and the young students can see what other kinds of dances, what other kinds of stories that they can tell through their club. Well, I'd like to wish all the community a very, very happy Lunar New Year.
We know these kinds of performances maintain and continue to enhance our community connection with our Vietnamese community in Little Saigon and the greater Westminster area. And I just would like to wish you all a wonderful Happy New Year. I'm going to be at the Tet Parade. I'm going to be at the Tet Festival. Really looking forward to my first Lunar New Year here in Westminster. Rồi, mọi người nè, và
mình mới xong cái show ở tại trường DeMille. Trường DeMille này có một cái lịch sử rất là đặc biệt đối với Khang là nói riêng, nhưng mà nói chung có một cái lịch sử hiện giờ đang có thể là hiện giờ là trường đầu tiên ở tại Mỹ mà có một cái dual immersion program, là cái chương trình song ngữ mà vừa học tiếng Mỹ và tiếng Việt Nam. Lý do mà Khang có rất là nhiều investment trong cái trường này là tại vì Khang có con và cháu ở trường học này, và đó là một cái quan trọng mà khi mà mình đem những cái chương trình, những cái show ngày Tết này đến cho các em học sinh, thấy rất là vui. Ok, và bây giờ mình đi chuyện kế tiếp nè, bye bye. VACC, Vietnamese American Culture Club. Hôm nay là cái ngày field trip đầu tiên của chúng em, và chúng em có cơ hội được đến 4 trường tiểu học trong học khu Westminster. Và sáng đến giờ thì mặc dù trời mưa nhưng mà chúng em vẫn có thể đem những đạo cụ của mình và mang đến những cái màn trình diễn thật tuyệt vời dành cho những em nhỏ. Và từ sáng đến giờ thì các em nhỏ rất là thích các màn trình diễn của chúng em, và chúng em hy vọng là chúng em sẽ có thể tiếp tục mang đến những màn trình diễn này cho các trường tiểu học khác vào cái field trip ngày thứ hai của chúng em. Dạ, em nghĩ là cái việc mà mình celebrate Tết nó rất là quan trọng, bởi vì Tết là một cái ngày truyền thống đối với người Việt Nam của mình. Thành ra là để những em nhỏ có thể biết được về cái văn hóa của những người Việt mình từ những năm nhỏ tuổi thì sẽ giúp cho các em build up được những cái văn hóa và truyền thống của người Việt Nam mình. Để dựng nên cái Tết show cho VACC thì chúng em đã bắt đầu tập luyện từ tháng 10 vào năm 2023, và đến thời điểm hiện nay thì đã tròn 4 tháng chúng em tập luyện, và rất là cảm ơn những performers cũng như là chúng em có 3 vị MC rất là tuyệt vời ở đây. Thầy có thể camera. Cảm ơn các vị MC đã giúp cho chúng em có được một cái show rất là tuyệt vời và rất là hoàn thiện, và không thể nào không kể đến những cái bạn board member khác của VACC. Ngoài em ra thì có bạn performance trainer right there, Kevin Yu. Yeah, the rest of board. Thì em để dựng nên cái show này thì cần phải có sự cố gắng cũng như là sự đoàn kết của các thành viên cũng như là các board member. Với cương vị là một học sinh thì em nghĩ là giúp cho các bạn trẻ có thể hiểu thêm về truyền thống văn hóa của người Việt Nam mình sẽ giúp cho các bạn có thể có một cái nhìn nhận khác về văn hóa cũng như là những cái truyền thống của người Việt Nam mình. Và sau này khi mà các bạn lớn lên thì các bạn có thể đi ra cộng đồng và các bạn có thể nói về cái văn hóa của mình cho những người khác nữa. Và bây giờ em xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức màn trình diễn Tết show của VACC. Ladies and gentlemen, please welcome VACC performer on stage for Tết show. Thank you.
Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Mai Khanh là giáo viên bên trường trung học Westminster, và vai trò của Mai Khanh hôm nay thì Mai Khanh là hướng dẫn với chung với nhóm Vietnamese American Culture Club, hội văn hóa Việt Mỹ cho các em học sinh hôm nay, và hôm nay cũng như là đi chung với các em để đi field trip qua rất nhiều những cái trường tiểu học để có thể là trình diễn và mừng Tết cho tất cả những cái trường học. Thì hôm nay mình có khoảng chừng 45 em học sinh từ lớp 9 đến tới lớp 12 trình diễn, có múa lân, có đánh trống, có múa cặp, everything to get ready for the next season. So, trong năm nay bên trường trung học Westminster là mình có tổng cộng là 11 trường học. Hôm nay thì có bị mưa một chút, thì năm nay mưa một chút, mưa nhiều. Thì năm nay là mình cho ngày hôm nay thôi là mình chỉ đến 4 trường học thôi. Nhưng có ít trường học thì mình phải có 2 giờ biểu diễn. Tại vì theo cái phòng, nếu phòng lớn thì mình có thể là có một cái hội trường nhiều em học sinh. Nhưng nếu phòng nhỏ như là một cái NPR như vậy thì thường là mình phải có 2, tại vì mình phải chia ra cái trường học nữa để cho đủ em học sinh có thể coi được. So, yes. Em nào được đi trong mấy cái trường học? Cho những em học sinh trong hội văn hóa Việt Mỹ, những em học sinh nào mà đã đạt được điểm C hay cao hơn trong tất cả những cái mỗi lớp học của các em, thì các em đó có cái như là cái reward để có thể đi tham dự cái field trip này. Những em học sinh nào mà có điểm D là cái điểm F không có thể đi được. Nhưng những em học sinh đó, trong khi là các em không có đi đến cái field trip này được á, nhưng hôm ngày Tết tại trường học thì các em đó cũng có thể có cái cơ hội để biểu diễn. Thời gian các em đó đã bỏ ra rồi thì các em cũng có cái cơ hội khác là biểu diễn ở trường học thôi. Theo cảm nghĩ của Mai Khanh đó thì Mai Khanh cũng thấy trước khi Mai Khanh làm giáo viên thì Mai Khanh là học sinh cũ của bên trường trung học Westminster, cũng như là Mai Khanh cũng có hoạt động chung với nhóm hội văn hóa Việt Mỹ bên trường trung học Westminster luôn. Thì Mai Khanh cũng có thấy một cái hãnh diện, tại vì thiệt tình là cái này mình đã bắt đầu lâu rồi. Khi Mai Khanh đã học bên trường trung học Westminster, một kia là mình bắt đầu với như là 5 trường học thôi, rất ít trường học, cũng như là lúc nào nó cũng vui cho tất cả. Nhưng bây giờ khi mình đến tới 11 trường học thì Mai Khanh thấy là cái đó là một cái điều very proud to see that it's grown so much, that we're able to go to so many different schools, bring the Vietnamese culture and education to everybody in our community. And mỗi năm lúc nào cũng có nhiều trường học, Mai Khanh cũng có nhận được rất nhiều những cái email, những cái tin nhắn từ nhiều trường học mà muốn các em học sinh đến để biểu diễn. Nhưng it's really hard to be able to say no, and we have to do that unfortunately. Nhưng hy vọng là it's not just us but many other groups can pick up as well too. Thank you. Thank you.
Anh An và Biệt hôm nay giờ mình đang tại một cái trường thứ hai là trường Weber Elementary. Sau khi Khang đứng Khang xem những cái mũi lân, mũi trống, Khang cảm thấy rất là tự hào. Tự hào là vì Khang nhớ là khi Khang bắt đầu dạy ở trường trung học Westminster 2 này đó, không có đánh trống, có mũi lân nhưng mà không có trống. Và sau cũng gần mười mấy năm thì mình thấy những cái em học sinh trong trường thích múa trống, thích đánh trống, thích múa lân, và mấy em hãnh diện cái phong tục truyền thống của người Việt Nam mình vào ngày Tết. Mặc dù cũng có nhiều em là làm cái này là nói chung là được cơ hội đi chơi, vui chơi, nhưng mà mình thấy mấy em có một sự hãnh diện, và khi mà mình có cơ hội mình đem cho các bạn trẻ khác nó rất là hay. Wow, yeah. Thì mình chỉ nói vậy thôi. Và càng hốt, ước mong là càng nghèo. Các bạn trẻ đang coi các em này sẽ có cơ hội sẽ vào Hội Sinh viên Việt Nam để tìm hiểu, để học thêm những cái trống, múa lân và múa của truyền thống người Việt Nam mình để mình tiếp tục. Ok, giờ mình trở lại nè.